cho các bạn, mình là Rita từ Du học Inspido. Với kênh chia sẻ thông tin về du học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với đất nước Singapore. Nói về du học Singapore khối tư thục thì không thể không nhắc đến Học viện EAC. Đây là một trong những học viện nổi tiếng tại Singapore với chương trình học chất lượng, chi phí hợp lý cùng bằng cấp có giá trị quốc tế. Đặc biệt, EAC còn là một trong số ít trường tại Singapore có nhiều hoạt động ngoại khóa, cộng đồng cho sinh viên như là trao yêu thương, gửi hy vọng vì bữa cơm có thịt hoặc những hoạt động đóng góp như là mang Tết ấm áp về cho đồng bào và trẻ em vùng sâu vùng xa. Học tại EAC thì các bạn sẽ không chỉ được bồi dưỡng về kiến thức nhân cách mà còn được bồi dưỡng về cái tinh thần khởi nghiệp, bởi vì Học viện EAC được thành lập bởi một triệu phú người Singapore. Và những cái chương trình học thực tế, bạn sẽ được thường xuyên gặp gỡ những diễn giả nổi tiếng để chia sẻ những cái bí quyết thành công. Và tất cả những diễn giả này đều là chủ doanh nghiệp hoặc đang thành công trên cương vị mà họ đang nắm giữ. Nếu như mà bạn đang muốn du học Singapore nhưng chưa biết chọn ngành gì, chọn trường nào thì bạn hãy liên hệ với Inspido để được tham gia buổi giao lưu gặp gỡ trực tiếp đại diện trường và cựu sinh viên trường EAC, đó là anh Billy Nguyễn và bạn Vanessa Thái. Thông qua buổi giao lưu này thì bạn sẽ được chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế, những cái bí quyết mà anh chị đã vượt qua những cái kỳ thi như thế nào, được tìm hiểu về cuộc sống ở Singapore nói chung và ở EAC nói riêng, cũng như là mình biết được những cái kinh nghiệm trong thi cử để giúp mình đi học tại Singapore thành công nhé. Và nếu như mà bạn đang muốn tham gia chương trình thì bạn chỉ cần nhấc máy lên và gọi về số hotline 0943 556 128 để tham dự chương trình miễn phí. Buổi giao lưu sẽ được diễn ra vào lúc 10 giờ sáng ngày 19 tháng 10 năm 2019 tại phòng hội thảo tòa nhà Nam Việt số 9 Phan Kế Bính, phường Đa Cao, quận Nhất. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì thì bạn cứ liên hệ trực tiếp với Inspido Education, bên mình sẽ hỗ trợ thông tin cho các bạn sớm nhất có thể nhé. Và bây giờ để tìm hiểu thêm về trường EAC, để biết là cơ sở vật chất của trường cũng như là hoạt động của các bạn như thế nào, thì xin mời các bạn hãy xem video giới thiệu về trường EAC nhé. Mở ra một kỷ nguyên mới về giáo dục, Học viện EAC nằm tại trung tâm thành phố, cung cấp những trang thiết bị tối tân dành cho các bạn sinh viên để có một môi trường không chỉ học tập thoải mái mà còn vui chơi hết mình. Sinh viên của Học viện EAC có thể tìm thấy những lời khuyên chuyên sâu cho sự phát triển cá nhân và sự nghiệp học tập với những chuyên gia tư vấn giáo dục đầy nhiệt huyết tại khu vực lễ tân tầng 1. Đó cũng là nơi tập trung yêu thích của các bạn sinh viên để kết nối và trao đổi những ý tưởng đột phá tuyệt vời cho những dự án lớn. Các lớp học của EAC cung cấp cho sinh viên một môi trường đầy cảm hứng để phát triển các kỹ năng và kiến thức. Từ đó, các bạn sinh viên có thể chinh phục thị trường và biến thế giới thành một sân chơi. Học mà không chơi tạo ra một sinh viên tẻ nhạt. Vì sự phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ, sinh viên của EAC có thể tận hưởng thời gian tuyệt vời ở phòng tập thể dục với các trang thiết bị hiện đại nhất, khiến các sinh viên thường xuyên say mê luyện tập thể chất. Cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu đi những điệu nhảy và âm nhạc? Về mặt giải trí, sinh viên EAC có thể hòa mình vào những điệu nhảy và tham gia vào các câu lạc bộ âm nhạc do chính hội sinh viên EAC tổ chức. Phòng cộng đồng tại tầng 6 là nơi yêu thích mà sinh viên thường lui tới để trao đổi, thảo luận và phát triển các dự án. Hãy tham gia cùng chúng tôi tại Học viện EAC và trải nghiệm một hành trình học tập đầy chân thực, khác biệt và toàn diện để chinh phục thế giới.